Xin chào mọi người nha. Hôm nay thì tôi vừa mới về một lô 1.000 hộp phây phát đắt mới của tháng 12 luôn nha mọi người. Ngày 10 tháng 12 năm 2019, ngày sản xuất là chính là ngày hôm nay luôn nha. Hôm nay thì cho anh vừa về thì trên tay cho anh đang là hai cái hộp phây phát đều là hàng chính hãng hết. Nhưng tại sao nó lại hai có cái vỏ khác nhau như thế này? Đó cũng chính là câu hỏi mà mọi người rất là hay hỏi cho anh luôn, thì cho anh sẽ phân biệt cho mọi người cùng coi nha. Thì đây chính là, thì cho anh cũng khẳng định luôn, đây chính là cái mẫu mới nhất, mẫu hàng mới nhất của phây phát chính hãng nhà Phương Anh, nhà công ty Phương Anh. Thì cái hàng mới này nó sẽ không có cái con tem màu, không có con tem tròn ở đây nữa nha mọi người. Đó, mà ở bên ngoài nó chỉ là một cái con tem màu xanh và có mã kèo thôi. Hai hộp thì đều có giống nhau, và hàng mới thì nó sẽ không có cái tem tròn logo hình Phương Anh ở đây nữa. Đó nha mọi người, đó là một cái hũ hàng mới và một hũ hàng cũ. Thì tại vì cái hũ mà có cái hình Phương Anh này và cái mẫu giấy màu trắng vàng thì nó sẽ là đắt của tháng năm lọc. Mọi người thấy không? Từ ngày 20 tháng 5 2019 thì nó cũng là hàng chính hãng luôn, nhưng mà nó là hàng cũ rồi. Riêng mỹ phẩm nhà Phương Anh nha, thì lúc nào cũng sẽ là hàng mới về, hàng đắt mới hết cho mọi người. Bình thường những công ty khác thì giống như là đắt từ tháng 5, tháng 4 thì người ta gọi là hàng mới, nhưng mà riêng công ty nhà mình thì tháng nào cũng ra hàng hết, nên là đắt của mỹ phẩm nhưng mà sẽ toàn là đắt mới tháng 10, tháng 11, tháng 12 cho mọi người sử dụng nha. Còn hàng của tháng 5 thì nó là hàng cũ rồi, và cái vỏ giấy ở ngoài là mẫu cũ luôn, và nó không, và nó có cái công ty này, còn hàng mẫu mới sẽ không có nữa nha mọi người. Nên là mọi người đừng hỏi là chị ơi cái này có phải là hàng giả không, sao mà không thấy cái hình Phương Anh ở trên đó nữa. Thì cho anh khẳng định với mọi người là hàng mới hoàn toàn 100% thì nó sẽ không còn cái con tem mà có hình Phương Anh nữa nha. Mọi người xác định giúp cho anh. Một cái hộp phây phát này thì giá niêm yết trên thị trường của nó sẽ là giá 299.000 một hộp. Thì khi mọi người mua hai hộp thì giá của nó sẽ còn giá sỉ chỉ là 480 thôi, tính ra là 240.000 một hộp. Nên là nếu mọi người muốn sử dụng một cái dòng kem dưỡng trắng cho làn da của mình nè, mờ nám, mờ tàn nhang, ngăn ngừa mụn và mờ vết thâm mụn luôn, thì mình nên sử dụng cái em phây phát này. Cái chất phây phát này là công ty đã bán trên thị trường 6 năm nay rồi, cho nên nó rất là hot hit và khách hàng sử dụng rất rất là nhiều luôn. Năm nay phải nói là một cái năm của dòng kem phây phát này, công ty ra hàng rất là nhiều và tháng nào cũng cháy hàng, tháng nào cũng đi hàng hết mọi người. Mọi người có thể thấy hàng sản xuất theo tháng luôn là mọi người biết rồi, cũng có thể là theo ngày luôn đó. Nên là mọi người muốn mua hàng chính hãng và muốn được nhận hàng mới nhất, mình sử dụng những dòng kem mới nhất của nhà Cosmetics, thì hãy inbox trực tiếp cho Châu Anh, Facebook Phạm Châu Anh, hoặc là mọi người inbox Zalo theo số điện thoại 0983450079 nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình, và mong là mọi người tìm được một, và mong là mọi người inbox trực tiếp cho Châu Anh để được mua hàng chính hãng với cái đát sản xuất là mới nhất mọi người nha. Đây là một trong những cái phản hồi chân thực nhất của khách hàng khi mà sử dụng phây phát nha mọi người. Phây phát sẽ giúp cho làn da của mình sạch mụn ẩn nè, mờ nám, mờ tàn nhang, mờ hết các vết thâm mụn. Những cái làn da nào mà đang có khuyết điểm thì mình rất rất là nên sử dụng phây phát, và đặc biệt kết hợp thêm một chai detox bọt biển để làm sạch sâu trong lỗ chân lông của mình. Dù là các khách hàng lớn tuổi khó tính hay là những cái làn da nam chai lì thì mọi người đều là rất là ưng cái sản phẩm phây phát này nha. Nó rất là hay như thế này là nó có thể trị được mụn ẩn luôn. Thì đây là hai cái mục mà mụn ẩn của Phương Anh, mọi người thấy không? Đây là những mục mụn ẩn. Thì khi mà sử dụng kem vào á, thì nó sẽ đẩy cái mụn ẩn, sẽ đẩy lên nè, là nó sẽ thành cái mụn giống như là mụn trứng cá. Thì tầm cỡ 5 đến 10 ngày thì bắt đầu cái mụn ẩn này nó sẽ đỡ luôn. Thì các bạn cũng không cần phải đi nặng nữa, nên cái này trị mụn rất là hiệu quả. Cỡ tầm 10 ngày nữa Phương Anh sẽ quay lại cho mọi người xem là những cái vết thâm này hết, mụn này hết sạch luôn. Rất là ok luôn nha mọi người. Phương Anh bán gì thì dùng đó nha. Da mặt của Phương Anh đang xài phây phát mọi người cũng thấy á, mụn ẩn thì nó sẽ trồi lên này. Còn lại là da của Phương Anh rất là căng bóng và hồng, có mụn ẩn là nó sẽ diệt sạch mụn ẩn của mình luôn. Nên cái dòng này cực kỳ ok luôn á mọi người. Ta-da, lại là Phương Anh đây. Thì hôm bữa Phương Anh có nói với mọi người là bị nổi hai cái cục mụn ẩn. Khi mà mụn ẩn nó trồi lên thì mọi người có thể thấy là hồi hôm bữa là bị ba cục, thì hôm nay nó đã đỡ đi rất là nhiều mọi người nè. Bây giờ cục này nó đang chuẩn bị tấy lên nè, và sau đó nó sẽ lên mụn trứng cá, mụn ẩn của mình. Sau đó nó sẽ lên mụn trứng cá và nó sẽ vỡ đi, và khi đó là nó sẽ mờ vết thâm cho mình luôn. Cái đây mới mấy ngày thôi Phương Anh có quay một cái clip về cái da của Phương Anh, các bạn có thể coi lại là bị ba cục luôn, mà hôm nay nè cái cục này nó đang khô lại nè, và vài hôm nữa là nó sẽ hết luôn. Và cái cục này nè nó cũng đang đỡ, cái cục này đây là đỡ hẳn luôn nè và hết luôn mọi người, không thấy ở đây nữa đúng không? Và bây giờ cái cục này đã gần đỡ rồi nè. Đó, bởi vậy là kem phay của nhà Phương Anh rất là ok ở điểm đó. Khi mà ai có mụn ẩn là nó sẽ tự lên. Đây là nó đang đẩy thêm một cục nữa nè. Và nó sẽ hết luôn, và da của Phương Anh nó sẽ căng bóng như thế này nè mọi người. Rất là ok luôn. Mọi người nhìn nha, bữa giờ Phương Anh đã dùng nè. Từ cái lọ phay phát cũ cho tới phay phát 2019 thì bên Phương Anh đều dùng hết, nên da mới căng bóng và ok như vậy, và nó sẽ đỡ mụn cho mình rất là hiệu quả luôn đó mọi người. Và đặc biệt là những vết thâm nám tàn nhang cũng sẽ rất là ok luôn.